hãy ghi chú thêm. Và cái phần này ghi chú phải cẩn thận nhé. What are nouns? There are some nouns ending in F, which form the plural by simply adding S in the zero root. Nhưng có there are some nouns, một số danh từ mà tận cùng bằng chữ F, mà nó thành lập số nhiều của nó bằng cách đơn giản là thêm S vào thôi, như theo luật chung. Và đây là luật riêng của nó đấy kìa, cái luật riêng của nó. Số ít của chỗ nhiều, ví dụ chữ chip. Đấy, thêm S vào đằng sau, chứ không đổi bỏ F thành I, V, S vào. Hoặc chữ gớp, vùng vịnh chẳng hạn, thêm F vào thôi, gớp. Hoặc là proof, máy nhà chẳng hạn, thêm S vào, proof. Đó là kìa, như vậy thì, hoặc là những cái đó các em thì là cái chữ cớ chẳng hạn, thêm S vào. Đó là kìa. Đấy, thì các em lấy cái đó thêm S, một số danh từ này, các em một thêm S vào. Đó là luật đặc biệt của nó, mà tổ tận cùng F thêm S vào thôi các em nhé. Đấy, và nhớ cái đó, những cái từ đấy nó hay ra đụng phải. Đó là các em. Rồi. A few nouns ending in F have both forms in the plural. Thầy ghi chú thêm phần này. Một số, một ít danh từ tận cùng F mà lại có hai hình thức ở số nhiều. Ví dụ scarves, khăn quàng cổ đấy kia. Có thể thêm S vào, hoặc là đổi chữ F thành VS. Hai cái. Các em phải ghi chú vào nhé. Hoặc chữ wharf chẳng hạn. Wharf chẳng hạn. Là cái bến tàu. Bến tàu. Thì có thể thêm S vào, hoặc đổi F thành VS. Thôi được các em. Vậy, những cái từ này khi ra thi, các thầy cô mà ra đề thi hay đưa vào. Cho nên các em phải cẩn thận. Nhớ ra, khi nhiều khi mình rối lên chẳng hạn, bộ đồ mình thì mà không nắm vững được hoặc không nhớ được thì sai là uổng lắm nhé. Và những danh từ này tận cùng mà vậy thì có thể thêm S và thêm hoặc đổi thành VS. Và những từ này, các em nhớ là cái tận của F mà nếu mà thì đổi thành VS nó dễ hơn. Đó là các em. Để các em khỏi nhầm lẫn. Nhưng phải biết cách luôn. Đó là các em. Nếu không có VS thì trong đáp án ABC nó có chữ scarf chẳng hạn, có S vô thì ta biết đó là danh từ có thể đổi được. Ta qua cái phần kế tiếp. Three nouns ending in FE form the plural by simply adding S to the singular. Chỉ có ba danh từ tận cùng bằng FE đấy mà thành lập số nhiều của nó bằng cách đơn giản chỉ việc thêm S vào số ít đó thôi. Ba danh từ này là các em, và các em phải nhớ shape, get set thì thêm S vào thôi, không có đổi gì hết nhé các em. Đấy, strike sự xung đột thêm S vào thôi, hoặc là five ống sáo thêm S vào. Ba danh từ này các em cẩn thận coi chừng nó đụng phải trong kỳ thi. Đó là các em thêm S vào thôi. Vậy các em nhớ nhé, shape thêm S vào, strike thêm S vào, five thêm S vào. Như vậy thì các em nhớ được và khi làm bài dễ được nhé. Vậy coi cẩn thận phần này, kẻo để đừng có để mất điểm uổng lắm. Đó là các em. Ta qua phần kế tiếp. Phần số 6, ta ghi là nouns which form the plural by changing the inside vowel. Những danh từ mà thành lập số nhiều bằng cách thay đổi cái nguyên âm ở bên trong của nó, inside vowel, tức là những danh từ đặc biệt đấy kèm. Đó là các em thay đổi nguyên âm của nó từ số ít qua số nhiều. Các em có thể nhìn đến bảng chữ man, người đàn ông, đổi qua những người đàn ông thì đổi mean. Vậy nhìn chữ A đổi thành chữ gì? Chữ A tiếng Việt đổi thành chữ E tiếng Việt, chữ A đổi thành Y. Đó là các em. Hoặc là women đổi thành women. Đấy, chữ A cũng đổi thành chữ E. Đó là các em. Hoặc foot là bàn chân đấy các em. Bây giờ những bàn chân thì đổi thành feet. Hai chữ O đổi thành hai chữ E. Đó là các em. Đấy, ghi chú vào. Hoặc chữ tooth chẳng hạn là một cái răng, những cái răng teeth. Đó, các trường hợp vào. Goose, con ngỗng chẳng hạn, đổi thành geese, những con ngỗng. Hoặc là mouse, con chuột, nhiều con chuột, mice. Đây là những danh từ đặc biệt. Đặc biệt người ta hay cho ra, nhất là các em đại bên đại học, thì cẩn thận như là những từ con ngỗng chẳng hạn, răng chẳng hạn, hay là chuột, đấy những từ đó. Thì trong bài thi, các thầy cô thường hay cho ra. Và khi các em thi đại học thì nhắc nhở các em, thường bài thi gài các em vào những phần mà ghi chú nhiều hơn, hơn là luật chung. Tất nhiên luật chung cũng có đầy đủ đấy. Nhưng mà tăng điểm hơn là cái phần mà đặc biệt, hoặc những phần mà ghi chú nhỏ, như cái phần vừa trên thầy vừa trình bày, hoặc phần này chẳng hạn.
danh từ số ít quyền cho danh từ số nhiều thì lại hay rơi vào đấy. Thì các em phải cẩn thận để mà nhớ được nhé, để những cái tình tiết đó, những chi tiết nhỏ nhỏ đó nó tạo nên điểm cho mình rất nhiều, cho nên phải cẩn thận nhé. Vậy thế là phần thứ sáu là gì? Là một số danh từ, tức là ngoại lệ đấy các em, đổi qua danh từ số nhiều thì thêm đổi cái nguyên âm ở đằng trong của nó. Đó là phần số 6, hãy nhắc các em nhé. Tiếp theo sau là phần số 7. Now we form the plural by adding n, r, ni. N, e là đằng sau. Chứ là những danh từ mà thành lập số nhiều bằng cách thêm chữ e, n là đằng sau, hoặc là chữ n, n, e đằng sau đây kèm. Ví dụ, các em nhìn đây. Chữ ox đổi thành oxen. Chữ child đổi thành chữ children. Thêm n đằng sau. Hoặc chữ cow, cow con bò đấy, đổi thành cow. Hoặc là chữ câu thêm s đằng sau. Đây là những danh từ mà được coi là đặc biệt trong kỳ thi. Phải cẩn thận nhé. Ox đổi thành option. Child đổi thành children. Câu đổi thành cài. Đấy những từ hết sức đặc biệt. Các em phải cẩn thận. Nhớ các em. Đó như thế. Thì các em để các em có thể nắm được và hiểu được. Nhớ thêm vào danh từ suýt qua danh từ số nhiều. Và ghi chú nói. Và lấy đó làm sổ tay ghi chép vào. Như thế trong các bài thi hoặc các em có thể giải quyết được nhé. Ta qua phần kế tiếp, nhớ phần này các em nhé.